Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình giao lưu văn nghệ Chào Xuân qua biên giới và Liên hoan Nhân dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc năm 2024, trong hai ngày 29 và 30 tháng 1 năm 2024, sẽ diễn ra nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hóa giữa tỉnh Lào Cai và Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Chiều nay 29 tháng 1 tại thành phố Lào Cai diễn ra buổi gặp mặt chúc Tết giữa đoàn đại biểu Đảng, Chính quyền tỉnh Lào Cai Việt Nam với đoàn đại biểu Đảng, Chính quyền Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai bên. Tham dự về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hoàng Minh Sơn, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành. Về phía Châu Hồng Hà có đồng chí Triệu Thị Quân, Bí thư Châu ủy Hồng Hà cùng đại diện các ban ngành, doanh nghiệp Châu Hồng Hà. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Lào Cai và Châu Hồng Hà đang ngày càng phát triển và đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị hai bên nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế thương mại, khuyến khích các doanh nghiệp giao lưu và đầu tư, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, sớm khôi phục trao đổi hàng hóa cư dân biên giới, thúc đẩy mở các cặp cửa khẩu quốc tế, thực hiện mô hình cửa khẩu kiểu mẫu và nghiên cứu xây dựng mô hình thí điểm cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Lào Cai Hà Khẩu, tích cực hợp tác xây dựng kết cấu hạ tầng, các chương trình hợp tác về du lịch, công nghiệp, đào tạo nghề, môi trường. Riêng về xuất nhập khẩu và khách du lịch thì tôi đề nghị hai bên chúng ta cùng đưa ra mục tiêu, đó là phải nâng cái kim ngạch xuất nhập khẩu tiến tới ngang bằng với phía Quảng Tây và Lạng Sơn, và riêng du lịch thì phải cao hơn cái mốc của năm 2019, đó là 400.000 khách du lịch của Trung Quốc, của Châu Hồng Hà, của tỉnh Vân Nam sang Lào Cai trong những năm tới đây. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Châu ủy Hồng Hà Triệu Thị Quân nhấn mạnh, Châu Hồng Hà rất coi trọng tình hữu nghị hợp tác với tỉnh Lào Cai, mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên tinh thần giúp đỡ láng giềng chính là giúp đỡ chính mình, vì mục tiêu phát triển Châu Hồng Hà và Lào Cai hướng đến sự phồn vinh. Đồng chí Bí thư Châu ủy Châu Hồng Hà tin tưởng với tiềm năng, lợi thế, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai bên sẽ phát triển lên tầm cao mới. Để làm được điều đó, hai bên cần chung tay tháo gỡ khó khăn thông qua trao đổi, nỗ lực xây dựng cơ chế thúc đẩy kết nối giao thông. Châu Hồng Hà khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam sang hợp tác, khảo sát đầu tư tại Hà Khẩu. Và ngược lại, chúng tôi khuyến khích doanh nghiệp sang đầu tư tại Lào Cai. Hai bên cùng nghiên cứu về hàng hóa thế mạnh để xây dựng danh sách bổ sung hàng hóa xuất nhập khẩu, tăng cường trao đổi về hàng hóa công nghiệp, dệt may. Nhân dịp đón Tết cổ truyền của hai nước, hai đồng chí bí thư đã trao tặng cho nhau những phần quà ý nghĩa, thể hiện tình cảm tốt đẹp giữa hai địa phương. Tại buổi gặp mặt đã diễn ra lễ ký kết các văn bản hợp tác giữa Sở Công Thương tỉnh Lào Cai và Tập đoàn Sunwork Hồng Kông Trung Quốc. Thỏa thuận giao lưu hợp tác giữa Thư viện tỉnh Lào Cai và Thư viện Dân tộc huyện Hà Khẩu tỉnh Vân Nam. Thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị giữa các phường của thành phố Lào Cai và thị trấn Hà Khẩu, huyện Hà Khẩu tỉnh Vân Nam. Thank you.